Ban Chỉ huy quân sự quyền Cờ Đỏ vừa tổ chức hoàn thành công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2022. Đại tá Quỳnh Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ đến dự. Nội dung luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2022 của Ban Chỉ huy quân sự huyện Cờ Đỏ gồm chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Trong quá trình luyện tập, cấp quỹ, chỉ quy đã quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, thực hành đúng, đủ nội dung trình tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Qua một ngày, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2022.